Chào anh, em rất thích nghe video của anh. Em đã ly hôn từ năm 2015 vì chồng bỏ theo người con gái khác do em không biết cách kìm nén cơn nóng giận. Từ đầu 2017 đến nay, anh quay về thường xuyên với hai mẹ con em. Ở nhà em ăn tối và chơi với con đến 9 giờ mới về. Anh đã ly hôn với cô gái kia. Đấy. Mình nói với bạn nhiều, tức là chắc cô gái hành xử sai, do đó là những ông chồng nhiều khi đi là về. Nhưng mà phụ nữ đi thì lại khả năng đi luôn cao. Là tại vì phụ nữ đã yêu thì thằng cha kia không có khái niệm đúng sai, cha kia sai vẫn đeo chết bỏ. Bởi cho nên phụ nữ là khi mà đã ngoại tình là khó về hơn đàn ông, tại vì đàn ông họ ngoại tình nhưng mà các cô gái kia sai họ vẫn không yêu được nhiều. Mặc dù tụi em đã đi du lịch riêng 3 lần cùng với con nhưng chưa quan hệ tình dục. Nhưng hồi cuối tháng 11 vừa rồi em biết anh cặp bồ với một người đồng nghiệp, em biết nhưng chủ yếu để thỏa mãn sex và nhậu nhẹt cho vui. Anh muốn qua Tết sẽ thống thử với mẹ con em khoảng 6 tháng. Trời ơi. Theo anh làm sao biết cảm xúc anh ấy còn yêu em không? Và em nên cư xử với anh thế nào vì em còn yêu anh ta và con em bị bệnh tâm lý cần sự chăm sóc của ba. Cảm ơn anh. Ok. Về phần con em cứ tách ra, tức là con em cần ba nó, cứ để cho ba nó gặp con thoải mái, chuyện đó là chuyện tốt đẹp. Ok. Anh đâm con thoải mái, nhưng mà về phần tình cảm của em. Em và anh ta bây giờ đang là hai người độc thân. Anh đưa cái góc nhìn này cho em thấy. Em và anh ta hiện giờ đang là hai người độc thân. Anh ta chưa có dấu hiệu theo đuổi em mạnh mẽ lại càng không, mà có vẻ như là em là một cô gái đã. Bây giờ anh em cứ tưởng tượng cái người đàn ông lạ với em nha. Ngoài chuyện anh ta là ba mấy đứa nhỏ, còn lại là anh ta người đàn ông lạ, anh ta độc thân, em độc thân đúng không? Anh ta chưa có dấu hiệu muốn theo đuổi em, nhưng em lại có dấu hiệu là đã đồng ý. Do đó là ở đây cái mối quan hệ của em, mặc dù là vợ chồng cũ, yes, nhưng mà mặc dù nó sẽ không quay lại như cái thời gian đầu mới quen nhau, nhưng mà cái lộ trình nó có thể ngắn hơn, nhưng mà cái dáng dấp những cái bước nó đi qua nó cũng phải mài mại như những cái bước cũ, tức là nó vẫn phải đi qua những cái bước mặc dù nó không có cần phải dài phải khó khăn vậy, nhưng mà cái bước nó vẫn phải như vậy, tức là anh ta vẫn phải có những cái hành động là anh ta muốn chinh phục lại em, và em cũng vẫn phải là một cái cô gái mà không phải anh ơi, em là hồn vọng phu. Sau khi chia hôn ly hôn với anh rồi bây giờ em vẫn là hồn vọng phu, em ngồi chờ anh đó. Em phải có một cái cuộc sống của em và em phải cho anh ta có cái cảm giác rằng em không ngồi chờ, đã ly dị rồi mà em có cuộc sống của em và em vẫn có thể đi tới với một người đàn ông khác, cái người nào mà chăm sóc em được, cái người nào mà họ có tình cảm với em thật sự, và đối với em bây giờ là cái người phải yêu mình thì nó mới đáng để em lấy. Em phải cho anh ta hiểu được cái thông điệp, phải cảm nhận được cái điều đó ở em. Ở đây em ngã bà rồi, chưa gì thấy biết ra thấy ngã anh ta, tới nhà anh ta ở đó là ăn cơm chung rồi. Em không có cần phải lạnh nhạt, nhưng mà có những cái mà nó bước qua cái ngưỡng. Em tưởng tượng một người đàn ông lạ nhé, đang tìm hiểu em nhé, chưa có gì hết, cái tới nhà ăn cơm tối với em, ở lại tới 9 giờ tối mới về, đại loại vậy. Và muốn ra nói là sống thử với em 6 tháng mà em đồng ý thì coi như băm xác rồi. Do đó là em vẫn phải đối xử với ông chồng theo cái dạng là ok, chúng ta đã chia tay rồi, mình bây giờ là những người độc thân. Nếu mà anh muốn chinh phục một cô gái thì những cái bước anh làm, anh phải làm gì? Đồng ý là vợ chồng cũ, yeah, nhưng mà bây giờ là độc thân rồi. Nếu như em quay lại như cũ thì sẽ chia tay lại như cũ. Và em thấy anh có dấu hiệu là vẫn quan hệ với người phụ nữ khác, vẫn nhậu nhẹt vui vẻ, mà chắc là chỉ xác thôi. Em ơi, bắt đầu bán rẻ mình đó. Em cái giá trị nằm đâu mất hết trơn. Có con rồi giờ ổng là ba mấy đứa nhỏ thì tự nhiên giá trị mình tụt. Có số kỳ vậy. Cái giá trị cái bản ngã của em nó bao nhiêu nó là bấy nhiêu. Tại sao lại để cho cái đó làm em tụt? Nếu em tụt vậy có nghĩa là em phụ thuộc đúng không? Gặp cho hàng xóm thì hoành tráng lắm, ăn mặc đẹp đẽ rồi nói chuyện, chả nhìn thì xê, không thèm nói chuyện với ông, phải không? Thấy chả nhìn chả không ưa là không thèm, không cần quay mắt nhìn luôn. Người ta nói là hello em thì nói là ồ còn dù gì của tụi chơi không, còn giá trị. Gặp ông chồng thì hòn giọng phu, em ơi anh là hòn, em là hòn giọng phu. No, như vậy cái giá trị của em là bao nhiêu, nó phải là bấy nhiêu cho dù là ai đi chăng nữa. Do đó là ở đây á, nếu em muốn cái tình cảm của em và anh chồng nói là thì anh ta vẫn phải xây lại cái cảm giác đó, và một những cái cách xây lại cảm giác đó là anh ta vẫn phải sợ mất em, anh ta vẫn muốn tới và chinh phục em, và em vẫn phải là một người có giá trị cho dù em là vợ cũ, chứ không phải là anh ta về muốn sống thử với em coi sao. Em ơi tào lao, nghe là thấy tào lao, giống như là một cái chỗ bãi đáp á. Ngày xưa em là vợ thì lúc nào đáp cũng được đúng không, tại là vợ chồng là chung bến. Bây giờ em tách bến rồi, anh ta vẫn muốn đáp lúc nào cũng đáp được. Em ơi em rẻ quá, nói vậy hiểu không? Bây giờ đã tách ra rồi mà anh ta về sống thử 6 tháng nha. Bây giờ anh giả sử nha, có người đàn ông chạy lại nói với em mình sống thử nhau 6 tháng nha, em nghĩ sao? Em nói cho vô duyên, ai quen biết anh đâu. Em ơi ở đây nó cũng vậy, nó vậy chỗ này nè,
là em, bản thân của em chấp nhận một cái mối quan hệ tình cảm mà em không có thể hiện mình có cái giá trị. Và nếu em không có giá trị, người đàn ông người ta không yêu được, hiểu không? Không yêu được. Đi cái bút kem chân dung người phụ nữ quyến rũ đi rồi hiểu. Ok, đó là cái cách nghĩ của em nè. Anh ta nhậu nhẹt cho vui, quan hệ với những người phụ nữ khác chẳng thỏa mãn sex, em theo em biết chủ yếu là để về sex. Cách đó nó nói lên cái cách nghĩ của em là chấp nhận, để ông về mừng quá. Em ơi, em muốn người đàn ông yêu em vẫn phải là một người phụ nữ quyến rũ. Ở trong cái hoàn cảnh của em, cái bối cảnh này, người phụ nữ quyến rũ là một người mà trong tất cả các tình huống, trong khía cạnh tình cảm và cuộc sống hôn nhân gia đình nha, trong tất cả các khía cạnh mà về tình cảm và hôn nhân gia đình nha, không nói ra lĩnh vực kiếm tiền nha, nhưng mà hãy nó dính tới tình cảm và hôn nhân gia đình, thì cái người phụ nữ đó biết cái cách ứng xử, hành xử, hành động như thế nào đó là tối ưu cho cái cuộc sống hạt tình cảm, hôn nhân gia đình hạnh phúc của cô ta. Đó là người phụ nữ quyến rũ. Anh định nghĩa nó như vậy, cái này là anh đặt ra biết không? Đương nhiên các bạn có thể dùng cái chữ quyến rũ đó theo nghĩa của các bạn, nhưng mà ý anh nói là cái lớp học, cái kiến thức mà anh đưa đó là để phục vụ cho cái mục tiêu mà anh gọi là người phụ nữ quyến rũ. Tức là bây giờ nè, nếu như mới hẹn hò thì sao? Có người đàn ông nhìn nhìn mình và rủ mình đi chơi, thì mình là một người phụ nữ quyến rũ thì mình hành xử như thế nào? Bây giờ anh ta hẹn hò đi chơi mình 3 tháng mà anh ta không có những cái đầu tư, anh ta vẫn gái gú, anh ta vẫn này nọ, anh ta quan hệ các cô gái khác công khai, thì mình hành xử như thế nào để là tối ưu cho mình đó trong cái cuộc sống tình cảm đó. Thì cái người rồi khi mình có chồng thì như thế nào, khi gần tới hôn nhân thì như thế nào, khi ly dị chồng chồng mò về thì như thế nào, tất cả những cái tình huống bạn đều phải biết hành xử cái nào là cái nó làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc. Thì tất cả đều đi theo cái khuôn hết, là mình phải giá trị, mình phải có sức hút, tất cả đều đi theo cái khuôn đó. Thì lúc đó bạn được cuộc sống hạnh phúc của bạn, thì lúc đó bạn là người phụ nữ quyến rũ, hiểu không? Mà ở trong đây theo cái tình trạng này, chồng ly hôn sau đó quan hệ gì đó, anh ta độc thân, ok, anh ta cho về chăm sóc con, anh ta về nhà em để cho anh ta về nhà kiểu thoải mái thử, kiểu ở tới đêm về ăn cơm chung em cũng khoái lắm luôn, cảm giác gia đình đúng không? Anh hiểu, anh hiểu rồi gì, anh ta nói tôi về sống thử với em mà 6 tháng coi sao nha em ơi. Cách hành xử của em đồng ý với việc nó chính cái là nói lên là em đang không hành xử theo cái cách mà một người phụ nữ quyến rũ trong tình huống đó sẽ hành xử, và chính vì vậy cho nên em sẽ đạt được cái kết quả tương ứng với cái cách hành xử của em. Và theo cái cách anh nhìn đó, là em sẽ không đạt được cái cảm giác hạnh phúc mà em mong muốn đó. Cái ý anh muốn trả lời cho em ở đây bây giờ cư xử với anh ấy như thế nào. Em không đồng ý những việc đó, em thể hiện là em vui khi anh có những cái yêu cầu đó, em thể hiện là như là một người mẹ nhé, em vui khi anh về thăm con. Tuy nhiên anh sẽ không để anh ta tới ngày nào cũng 9 giờ tối mới về. Tại sao? Là tại vì em là một người phụ nữ, em không thể để một người đàn ông lạ tới ngày nào cũng tới 9 giờ. Em có thể có bạn trai rồi nữa kìa. Do đó là em sẽ cho anh ta chơi với con, nhưng mà trong cái giao diện chơi với con, anh không cho anh ta chơi ở nhà nhiều. Anh sẽ cho chơi ở những cái chỗ mà con nít nó đi chơi. Khi mà ở nhà anh ta chơi với con thì anh có thể có một người bạn tới chơi, hay là anh có thể để ba mẹ tới thăm, hay là anh có thể anh sẽ làm một việc gì đó bận rộn, sẽ anh chơi với mấy nhỏ, em ra ngoài vườn em làm cái gì đó, hay là anh sẽ đi nấu nướng cooking gì đó, anh làm những cái việc riêng của anh, nói à em có mấy đứa bạn nó sắp sinh nhật cho nên em vào em làm mấy cái bánh nó tặng đó, hay là anh có thể không có ở nhà, anh sẽ đi làm một cái việc đó, anh chơi với con, ok 6 giờ rưỡi em sẽ về tới, rồi sau đó 7 giờ anh sẽ mời anh ta về, anh nói bất tiện, anh nói bây giờ tới tối rồi mấy đứa nhỏ nó cũng có việc và em cũng có một số cái việc riêng đó. Cho nên là em nghĩ thôi bữa khác thì anh hẹn rồi anh sắp xếp mình anh xuống chơi với con xong rồi kêu mấy đứa con chào ba rồi vậy. Đó là trong cái phần mà em tương tác với anh ta, và anh ta nói chuyện là anh muốn về ở thử với em là 6 tháng, em nói là tao em nghĩ con nó sẽ vui, em nghe em cũng vui, tuy nhiên ở hiện tại thì em chưa có cái cảm giác mong muốn điều đó, tại vì em nghĩ cái mối quan hệ của mình á, cái điều đó hiện tại nó chưa hợp lý. Thứ hai là em vẫn còn muốn có những cái bạn bè đó, mà em đi chơi với bạn bè thì em không muốn có một cái bạn bè nó nghĩ là mình đã ly hôn rồi á, cho nên em không muốn nghĩ bạn bè nghĩ là mình vẫn còn đang hôn nhân, tại vì mình thực sự không có hôn nhân, mà tức là cái mối quan hệ của mình nó không có đáng để mình có thể sống chung, nó chưa có tới cái lúc mà mình nên sống chung, cho nên em rất tiếc, nhưng mà em mong là trong tương lai xa mình có thể thực hiện được điều đó, trong tương lai mình có thể thực hiện được điều đó, và em tập trung là em làm cái cuộc sống em hạnh phúc, anh ta sẽ nói có số kỹ đó, mình về muốn ngủ chung lại, mình muốn ở chung lại, không chịu, không chịu không phải tại vì mình không thích, không chịu là vì sao, ở cái thời điểm này cái mối quan hệ của mình nó chưa có tới cái mức để mình ở chung, đó là cái cách mà em đưa ra thông điệp.
và em tập trung vào cuộc sống của em, là em đẹp hơn, em làm em vui hơn, em làm cuộc sống riêng của em phong phú hơn. Đó là cái em nên làm. Ok, em chưa bao giờ có tình cảm với chồng, hôn nhân đã được 7 năm, chồng em có quan điểm dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, rất gia trưởng, ghen tuông, không muốn cho vợ đi làm nhưng cũng rất quan tâm chăm sóc vợ, chưa bao giờ quên những ngày quan trọng, những quan trọng trong năm, anh nghĩ là những ngày quan trọng trong năm em viết trước. Em thực hiện chính số hôn nhân đã được 2 năm, vợ em đã đi làm và kinh doanh thêm, anh thay đổi rất nhiều, khoảng 60%. Nếu em chỉnh sửa được hôn nhân này, em có tình cảm với chồng không ạ? Yes. Heck yes. Tất cả những cái điều chỉnh sửa được đều thể tình cảm hết. Có cái là anh không biết em chỉnh sửa như thế nào, em làm có đúng để đạt được cái mục tiêu đó hay không, nhưng mà em có thể tình cảm với chồng hay không nếu em muốn chỉnh sửa hôn nhân. Yes. Cái thứ nhất á, bắt buộc á, là phải có cái kiến thức, và từ cái kiến thức đó nha xảy ra cái tình cảm. Kiến thức xảy ra được tình cảm hay không, câu trả lời là yes. Cảm xúc tạo được ra hành động. Anh Tony Robbins có một cái câu kinh điển: motion creates emotion. Câu rất là đơn giản mà rất hay. Motion creates emotion, có nghĩa là hành động nó tạo ra cho bạn những cái cảm xúc. Emotion chứ không phải feelings nha. Emotion và feelings nó có một chút xíu của sự khác biệt. Hai cái đều là tình, cũng là cảm xúc, cảm giác, tình cảm mãi mãi. Emotion nó có nghĩa nó instant, nó gấp hơn. Còn feeling là một cái gì đó nghe nó có vẻ nó vững hơn và nó sâu hơn. Nhưng mà những cái emotion bắt đầu đó, nó sẽ tạo ra những cái feeling về lâu dài. Do đó là dựa trên cái nguyên tắc mà anh biết, ok, qua những cái nghiên cứu khoa học đó anh đọc, qua những cái người mà siêu thành công đã chứng minh được qua cái công việc của họ. Anthony Robbins là một trong những người mà anh đọc, ok. Anh là học trò của Anthony Robbins trong cái phần là life coaching và love coaching. Thì cái anh nói là motion creates emotion là chính xác. Do đó là từ đó nó nói ra được là những cái hành động nó sẽ tạo ra cái emotion tương ứng. Do đó là em nói là em có thể xây lại được không? Yes, em dùng những cái hành động đó để em tạo ra cái feeling, yes, cái emotion và cái feeling. Đây câu trả lời của em cho em không?